Xin chào mọi người, một ngày mới tràn ngập sức sống và mãnh liệt sức khỏe. Hôm nay bếp kỳ duyên của mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm một món chay mới nữa là cánh gà chay. Mình sẽ chiên với sả, với nghệ. Và đây là cánh gà chay mình đã sơ chế. Sả mình bầm ra rồi xong rồi mình thì sẽ cắt cái miếng gà cho nó xéo xéo như thế này. Mình cho sả vô, bắt cái chảo dầu lên. Cái khâu đầu tiên là mình sẽ chiên cánh gà cho nó vàng lên nha. Cánh gà mà nó vàng xong rồi sau đó thì chúng ta mới xào nghệ với sả, hạt. Và ngày hôm nay mình sẽ làm thêm một ít đậu hũ tươi nữa. Mình cũng sẽ chiên một ít đậu hũ tươi để mình xào chung. Đậu hũ tươi thì mình xào sả và nghệ cũng rất là ngon, cũng là một món ăn rất là bổ dưỡng nha mọi người. Tại vì ăn chay thì đậu hũ thì là món ăn chính của chúng ta, cho nên thỉnh thoảng cánh gà nó mắc tiền nhưng mà mình không có ăn thường xuyên đâu. Lâu đâu là gia đình mình mới ăn một lần thôi, hoặc là có đám. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm đậu hũ tươi, mình cũng sẽ chiên, mình cũng sẽ chiên cùng với sả và nghệ. Rồi, chúng ta chiên xong rồi để chừng nào nó vàng mình trở bề nha. Mình sẽ trở bề cánh gà lại. Cánh gà nó mau vàng hơn đậu hũ. Có lẽ mình sẽ thấy nó vàng, mình sẽ gấp nó ra trước. Đậu hũ thì nó lâu vàng hơn. Rồi, cánh gà của mình rất là vàng và ngon. Mình sẽ lấy ra. Mình nói hồi nãy đó là cánh gà nó mau vàng hơn đậu hũ, cho nên mình đã lấy cánh gà ra trước. Đậu hũ mình ăn ở trong vườn quê nó rẻ lắm các bạn. Một tô đậu hũ như thế này khoảng nửa kg mà chỉ có 6.000 thôi. Là một loại đậu hũ mà trong cái lò gần nhà mình đó, người ta cắt ra, người ta cắt những cái dành ra. Xong thì người ta bán cho bà con ở chòm xóm ăn là mỗi kg chỉ có 12.000 đồng. Nhưng mà đậu hũ rất là ngon, ngon tuyệt vời, bổ dưỡng lắm. Mỗi ngày thì vợ chồng mình, gia đình mình chỉ ăn có 6.000 đậu hũ thôi, là nửa ký. Là vừa rẻ vừa ngon mà vô cùng bổ dưỡng. Đậu hũ chiên rất là ngon, đậu hũ cộng tươi. Rồi, để chuẩn bị mình chiên cánh gà với sả. Thì bây giờ ở đây mình có sả, hành lá một phần thì mình lấy lá, một phần mình lấy gốc, và tỏi. Thì chúng ta sẽ thử hết tất cả những cái loại này lại nha. Mình sẽ thử cho nó vàng trước.
rất là ngon. Và cái món chế biến ngày hôm nay của mình là nghệ. Xả với hành, với tỏi và nghệ chúng ta sẽ xào chung. Và xào như thế này thì mình sẽ cho nghệ nó và tỏi với xả nó sẽ vàng lên. Nó vừa vàng thôi, đừng có quá vàng. Nó vàng quá nó sẽ không thơm. Thì chúng ta chỉ khử cho nó thơm thôi, chứ mình không có khử cho nó quá vàng nha. Và đây là cái chảo mình chuẩn bị để chiên, xào xả và cánh gà. Ở đây mình có một cái nước sốt. Cái nước sốt này ở trong đây mình có một chút nước tương, một chút dầu hào, một chút tương ớt. Mình khử lên rồi mình đã chế cái này vô đây. Cái nước kia này sẽ rất là ngon. Tương xì dầu, tương ớt và một ít tỏi dẻo. Rồi chúng ta nêm một chút xíu bột ngọt và đường vô. Nó rất là vừa ăn. Và khi mình chế biến như thế này á, thì nó sẽ thấm cái gia vị vô trong cái cánh gà và đậu hũ của mình nha như mọi người. Một chút nữa đi, chưa vàng nhiều, cho nó vàng thêm một chút nữa. Trong tất cả những món ăn chay của mình ở đây đó, thì mình chế biến cá nhân thêm cái sáng kiến của mình thôi, chứ mình cũng chẳng có học hỏi ai cả. Thì bởi do mình ăn chay lâu năm nhiều tháng cho nên mỗi ngày mình đều chế biến ra những cái món ăn mới để giúp cho khẩu vị của gia đình của chúng ta nó sẽ không bị ngán, bởi vì tất cả đều là đậu hũ, nhưng mà phải bao gồm đầy đủ dinh dưỡng, cung cấp cho sức khỏe. Bởi vì sức khỏe rất là quan trọng cho cái đời sống của chúng ta nha mọi người. Vì vậy mà đề kháng ở trong cơ thể của chúng ta nó khỏe thì chúng ta sẽ chống chọi được với các loại bệnh. Rất là nhiều loại bệnh, bất cứ là bệnh gì. Rồi, mình cảm giác nó đã hơi vàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra, mình sẽ cho cái chảo gà của mình vào. Và như vậy thì mình sẽ lấy một cái vợt để mà mình vớt xả ra nha. Bởi vì mình không muốn cho nó có nhiều dầu cho nên chúng ta sẽ vớt xả ra. Cái dầu xả này với nghệ này chúng ta có thể nấu canh chua, có thể nấu bún bầu quế. Mình để vô cũng rất là ngon. Vậy thì hôm nay mình thử nhiều như vậy nhưng mà mình sẽ để vô trong cái cánh gà của mình một ít thôi. Còn một ít mình chừa lại mình sẽ nấu canh chua hay hoặc là mình sẽ nấu bún bầu quế ăn nha mọi người. Mà mình thử nhiều thì mình để tủ lạnh cũng được, không sao. Mình để tủ lạnh để mình ăn nha. Nó hơi dài hơn, nó hơi lâu hơn nha. Rồi, rất là ngon. Đây, mọi người nhìn thấy xả của mình xào cùng với cánh gà rất là tuyệt vời. Và ở đây là còn một chút hành mình cho nó xào nha. Nước ướp của mình ướp rồi, trong đây có một chút xíu sa tế, chút tương, tàu vị yểu, dầu hào và một ít nêm nếm gia vị.
và một chút tương ớt. Rồi mình cảm giác cánh gà của mình rất là ngon. Tắt bếp nha. Rồi mọi người ơi, đậu hũ và cánh gà của mình nó rất là vàng ươm. Và rất là ngon, tuyệt vời đúng không mọi người? Nhìn vào cái dĩa cánh gà chiên của chúng ta ngày hôm nay rất là hấp dẫn. Trong đây là thành phần gồm có sả, hành, tỏi và một ít nghệ. Thì mình chỉ chế biến những cái hương liệu đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái hương vị rất là ngon và đặc biệt. Mọi người hãy cùng bếp Kỳ Duyên Chay của mình làm một món chay cho gia đình ăn nha. Chúc mọi người sức khỏe, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. Nguyện cầu cho hòa bình thế giới, dịch bệnh qua đi để mọi người cùng được sống chung một niềm hạnh phúc an lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời mọi người thưởng thức nha.